Nào 93 anh em ơi. 93 nào. Nào 93. Vâng, 93 và tí nữa làm luôn cái 13 nữa. Vâng, tầm này thì game thủ Truy Mạnh với thủ Hồng Anh chắc chắn là đang lỏng rồi. Vâng, bây giờ tâm lý của thủ Hồng Anh là thôi đánh cố mấy trận nữa cho xong 13 trận. Tầm này cũng không có sức chiến đấu như thủ Hồng Anh và Truy Mạnh rồi. Vâng, nếu như bây giờ ta được cái cặp quân Bắc Bình và bên kia cái cặp quân Ti thì khả năng đội trưởng Truy Mạnh sẽ là người quyết luôn chẳng hạn. Và nghe cho này đến với trận đấu thứ 12 nhá. 83 rồi. Vâng, cách biệt bây giờ là 5 trận. Alo. Vậy ok, trở lại với trận đấu nha, xong anh em nhá. Đang em vừa đi ra ngoài cái làm cốc nước. Rồi, chào anh Kem nhá. Và quên Đại Sơn anh em ơi. Đem quên Đại Sơn nhá, chào anh Phong Phanh, chào anh Nguyệt Hà nhá. Vâng, chào anh chia vợi. Và bài đấu bên kia là Egypt và Pearl. Vâng, sao lại thảo nào anh em? Sao lại thảo nào ạ? Vâng, tên Hùng anh em ơi, tên Hùng nhá. Vâng, đây là màn hình máy đến từ game thủ Zoman. Ok, chào anh Tùng Lơ nhá, chào cả anh em nhá. Vâng, chào anh Tuấn Lê. Vâng, Nhã ơi, luyện viên tên gì ạ? Vâng, tên Hùng anh ơi. Hùng cua nhá anh em. Vâng, đây là Zoman đến từ game thủ màu 7. Trận đấu này thắng rất là ngon. Đây là một kèo thi đấu mà Quân đánh giá là rất tuyển, rất bắc như các bạn khi chúng ta đang là người hai chém. Họ có Pơ, Hồng Anh và Egypt trên tay game thủ Truy Mạnh. Rồi, cho anh Văn Thiệu nhá, cho anh Kem nhá. Rồi, ngờ à. Vào đâu? Vâng, chắc anh em xem kèo nhiều khi anh em có anh em nhớ đấy. À, vì nhiều khi bình luận có anh em muốn hỏi là bên tên gì quê đâu có đúng rồi. Bài 4 voi về chúng thủ Hoàng Văn Nhi, bài đầu 22 dân của Roman. Vâng, liệu rằng Hoàng Văn Nhi có thể đột biến hơn con person trong tay game thủ Hồng Anh hay không? Chúng ta cùng chờ đợi. Almost.
Đó, nhưng mà bên này thì game thủ người cầm vào màu 3 cũng là người vừa mới kích đời thôi. Một bài đầu kích ở trong cuối 10 thì phải. Cuối 10 là 11 với 20 màu 3 4 dân gì đấy. Đây là 2-3 dân của thủ Hoàng Mai Nhi, một bài đầu cấp Zoman và cái hướng đẩy được cho cái thẳng cánh của Queen. Đó, một map đấu mà game thủ Hoàng Mai Nhi anh đang đẩy có thế là đi chéo cánh. À quên mất, đúng rồi ơi. Và cuối 9 sao anh em nhá. Chết dở. Cuối 9 đầu 10 cho Quýt. Đang đọc nhầm. Đang đọc nhầm đúng một phút tôi cảm giác lại đang làm quả thọt ép đời thì game thủ quá. Ôi rồi. Bên này thì hai game thủ ta đang là một tân. Là một tân hấp diêm tập thể. Đang ăn được khá nhiều dân game thủ Hồng Anh tại cái bầy hươu này. Và một tấn hấp riêng tập thể vào cái đám đông dây bên ngoài. Và đây là mặt máy của game thủ Cam Quýt. Tầng lọt không được. Và là Quýt đang phát hiện ra thêm một cái ổ nữa của game thủ Hồng Anh. Đó là một cái ổ dịch. Tầng Hồng Anh đang cập nhật quân cái. Có phải là Hồng Anh cầm pơ thôi em. Đó không biết có nhầm hay không. Một bài vẫn chưa được lên đời 3 thì thủ Hồng Anh. Và bây giờ thì cái nhà lời thủ Hồng Anh thì đang bị... Ôi dồi ôi. Và một tuần giáp lá ca đến từ con phù. Ô nhưng vẫn được đây. Rất lộc lá dành cho game thủ Cam Quýt ở trong tuần vừa rồi. Nhưng mà game thủ Cam Quýt quyết định đánh giáp lá ca. Giáp lá ca ngay vào cái... Và ngay vào con lạc đà của game thủ người cầm màu 2. Thế mà cả. Ờ rất lộc. Đã hay còn gặp may nữa. Bài 2P. Vâng, đá qua mấy mấy cái thủ Hoàng Mai Nhi một chút nào. Thằng là 28/36. Còn một bài đấu sẽ là công ca đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Đằng bên kia Hồng Anh là một bài đấu không đột biến và đằng chết khoảng tầm 6 dân tuần đầu tiên. Đó như là nhà L của Hồng Anh đang bị nhà P của Găng Quýt ốp. Khả năng là trận này Hồng Anh sẽ không thi đấu rồi. Còn mỗi cái hốc này của thủ Chi Mạnh không bắt được gọi Quýt sang đây khoáng luôn hay không. Khả năng là khi mà tí nữa có ca gọi thủ Găng Quýt sang đây và khoáng luôn cái hốc này của thủ Chi Mạnh. Đâu ta đang là người lợi thế dẫn bàn với tỷ số 8-3. Còn đến cái tầm này khi mà đối phương là người đang bị thua thì khả năng mình nghĩ là cái tâm lý và cái sự thi đấu thì cũng giảm sút khá nhiều rồi. 30. Đây là màn đánh máy của thủ Cam Quýt nào. 36/14. Đằng Hồng Anh chính thức đi về với biển đảo trong map này. Đằng nốt dân. À, có ca thì cho cái thủ Hoàng Anh gì. Một bài đấu mà cũng chưa có quá nhiều dành cho game thủ Chim Bệnh đâu. Và những con chém của game thủ Hoàng Nhi đều là con chém 4. Rồi, vào chưa? Rồi, một cầu nữa nào. Rồi, một tuần khả năng để game thủ Chim Bệnh đang giật vào bên trong để có thể vẩy. Rồi, một cái nhà cứng, một cái thế rất khó để cho game thủ Hoàng Nhi có thể đi vào. Rồi, một tuần bên ngoài chờ thời thôi. Lần này game thủ Hoàng Nhi đã có cho mình là hai con ca. Mạnh vẫn đang đúng khử vào đây.
Hawk cũng đang không có gì lắm đấy, truy mạnh. Quay, không được. 32. Hoàng Mai Nhi vẫn đang tích chém và vẫn đang tích cho mình con ca. Không biết là game thủ Cam Quyết có lên đây luôn hay không. Vâng, đây là thằng này 46/48. Vâng, Hồng Anh rất khổ nhưng mà game thủ Cam Quyết thậm chí là còn đang công những con phù lên để bắt con dân của Person. Vâng, biết rồi nhưng mà không thể chạy được và không thể vụt được luôn. Thằng Mệnh đang là người thả một con cung dầu ở đây để có thể giảm áp lực cho thằng em. Đó, quay trở lại máy thủ Hoàng Mai Nhi. Mệnh đang tích được rất nhiều cung thời điểm này và không biết game thủ truy mệnh đã là những con cung giáp 4 hay chưa. Đang chưa vào được một cái thế mà đang đứng cùng bắc binh của game thủ 1. Vâng, Hoàng Mai Nhi đang quyết định chơi luôn à, được không đây? Vâng, quyết định và chơi luôn dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Thực sự là bây giờ cung rồi bạn, quá đông bên trong rồi, một cái khe rất khó để cho game thủ Hoàng Mai Nhi có thể nhòi vào. Vâng, xong một tuần sổ vào đây, những con chém của thủ Hoàng Nhi đang thương binh khá nhiều. Thằng này tụt về 26/36. Bây giờ Mệnh đang tự tin và đẩy những con cung gờ của mình ra. Ký thì sao? 49/52. Vâng, Quý thì vẫn đang công cái hốc này của game thủ người cầm màu 1. Đào vàng. Còn cánh này khả năng game thủ Hoàng Nhi sẽ bay. Đúng rồi, thằng này 22/32. Một tham lai khá yếu thời điểm này đến từ game thủ Hoàng Nhi, ta chạy để có thể giữ dân thôi. Và một bài đấu với cái hốc này có vẻ như khá lưu tiêu về rừng. Vâng, không được. Rồi, vào rồi. Vâng, ba con chém của thủ Hoàng Nhi trận đấu này game thủ truy mệnh đúng một cái hốc ruộng nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Và một cái hốc cơ sở trong hướng 3 giờ. Rồi, quay trở lại màn hình máy của game thủ Cao Quýt. Hôm nay 55/68. Quýt đang khỏe thời điểm này và cả đang cái thủ Cam Quýt đang làm cái tham lai có số có má ở trong thế trận như này. Tham lai 60 rồi. Một bài đấu đang khá nhiều phù cho cái thủ Cam Quýt. Một bài nở tham và tham lai chỉ là những con P thôi và nhiều dân. Và tham lai 60 nhưng mà hình như là cái thủ Cam Quýt đang khoảng tầm đúng 10, hơn 10 con chém. Ai đây? Rồi, Mạnh đẩy quân. Cầu thiên xích không? Một tuần bắt đầu dàn thế quay dành cho cái thủ Cao Quýt. Nhưng mà hơi tiếc một chút là tuần này ta không có gỗ để có thể thực hiện một tuần giải đại pháp. Hồng Anh trận này đúng tàng hình luôn. Vâng, một tình huống soi tham lai đến từ game thủ Cao Quýt, thấy Hồng Anh trận đấu này tham lai như một cái kim tiêm, không thể thi đấu được từ đầu đến cuối. Và ngủ rồi, đi ngủ rồi, Hồng Anh chính thức đi ngủ. Và bây giờ game thủ Cao Quýt sẽ chơi luôn với con cung gờ này. Một tờ này cũng thấy không thơm lắm. Và chờ đợi xem, đang là 4 BL thì rồi game thủ người cầm một dích, một bài đấu cờ dích hóa Yamato. Trời ơi. Sáu mươi sáu trên 72. Vâng, đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi 11/32. Nhưng mà Hoàng Mai Nhi vẫn đang sóc được con ca. Rồi, khoảng nốt dân của game thủ chim mệnh là một bài đấu mệnh tầm này cái hốc đúng khoảng 4 cái ruộng thôi. Vâng, toàn bộ cung gờ game thủ chim mệnh nó bắt đầu đẩy và đang chờ cái thủ Cao Quýt ở giữa bản đồ. Hoàng Mai Nhi đang lọt vào vòng chim mệnh đi sai rồi, tỷ số là 93. Rất hay. Một bài đấu vượt khó về quân khi mà trận đấu này game thủ Hồng Anh là người đi ngủ hơi sâu. Một bài Person chúng ta có thể thấy là game thủ Hồng Anh không thấy xuất hiện trên bản đồ này. Và ngoài những tình huống mà hai game thủ Hà Nội chém dân ra thì không thấy game thủ Hồng Anh thi đấu bằng bất kỳ con quân nào cả. Và tỷ số là 93. Đang bảo rồi, tầm này thì các game thủ bên phía Thái Bình không còn cầm chắc chuột rồi. 93. Và em sẽ đến với trận đấu cuối cùng nhở.